Thông minh lắm. Đúng là con cạc của ta. Đi bà phải con, đi bà phải tao lấy mày. Con mẹ mày, bố mày nhờn với mày đấy à? Bố mày chào hỏi tử tế lại quay ra thể hiện cái thái độ lắm lồn là thế nào nhỉ? Đéo và đéo, ok. Thank you.
thì ăn đầu buổi, ăn cơm.